Quý vị và các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 28 tháng 10 của channel Tin Bóng Đá VT. Mở đầu với thông tin: Liverpool 2-1 Tottenham cùng có ngôi đầu bảng. Liverpool chào đón Tottenham với đội hình xuất phát có sự trở lại của Mohamed Salah sau khi vắng mặt ở trận hòa MU, trong khi Denzel Lookland đã chính thành John Matip ở hàng phòng ngự. Bên phía Tottenham, Christian Eriksen đá chính và Son Heung-min tiếp tục ra sân bên cạnh Harry Kane sau màn trình diễn chói sáng hồi giữa tuần. Liverpool không thể ngờ họ lại bị thủng lưới nhanh đến vậy. Chỉ sau 48 giây, Harry Kane đã mở tỷ số, đánh đầu bồi sau khi Son Heung-min sút xa trúng cột dọc, dồn ép đối phương liên tục khi có lúc ngỡ kiểm soát bóng, có lúc lên tới gần 70%. Nhưng phải đến phút thứ 52, Henderson lọt vào vòng cấm của Tottenham không bị ai kèm để đón đường chuyền dài của Fabinho. Và ở góc đá hẹp, anh vẫn vô lê đập đất chéo vào góc xa, đánh bại thủ thành Tottenham để quân bình tỷ số 1 đều. Phút thứ 74, sức ép của Liverpool cuối cùng cũng mang đến bàn vượt lên, và đó là nỗ lực phi thường của Mane. Anh đã vượt qua Aurier khi băng xuống đón một đường chuyền dài, và dù Aurier sau đó đã vượt lên nhưng hậu vệ này đã trượt chân trước khi đã trúng chân Mane khi cố đứng dậy phá bóng. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền và Salah đã không mắc sai lầm với cú sút chìm. Bảo toàn tỷ số 2-1, Liverpool tái lập khoảng cách 6 điểm với Manchester City ở ngôi đầu, trong khi Tottenham rơi xuống vị trí thứ 11. Norwich 1-3 MU, quỷ đỏ thắng trở lại. Nhờ chất lượng đội hình nhỉnh hơn, MU nhanh chóng chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, dù cầm nhiều bóng hơn, song quỷ đỏ tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn của Norwich khi đội chủ nhà kéo thấp đội hình xuống phòng ngự để chờ thời gian phản công. Dù vậy, bước ngoặt bắt đầu ở phút thứ 19, thời điểm MU liên tục tạo ra sóng gió về cầu môn Norwich trước khi McTominay phá vỡ thế quân bình ở phút thứ 21 với cú sút cực kỳ quyết đoán trong vòng cấm. Người mắc lỗi bên phía Norwich là Tom Gladwell, bởi anh đã có một tình huống phá bóng hời hợt. Chỉ 7 phút sau, Manchester United có cơ hội nhân lôi cách biệt, nhưng đáng tiếc là Rashford lại không đánh bại được thủ môn Tinkerun trên chấm 11m. Tuy nhiên, đúng 2 phút sau, tiền đạo người Anh đã lấy công chuột tội bằng pha phá bẫy việt vị thoát xuống, đệm lòng chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Trước đó, phải dành lời khen ngợi cho Danny James với pha lật vào chuẩn xác đến từng centimet bên cánh phải. Và tới phút thứ 73, MU tìm được bàn thắng thứ 3 nhờ công của Martial. Nhận pha đánh gót điệu nghệ của Rashford, Martial băng xuống trích mũi giày ở góc hẹp đánh bại thủ môn Tinkerun. Trong quãng thời gian còn lại, Norwich chơi đầy nỗ lực và họ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự nhờ công của Ole Hernandez ở phút thứ 88. Chung cuộc, MU đánh bại Norwich với tỷ số 3-1 tại Carlton Wild để tìm lại niềm vui chiến thắng sau 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua ở Premier League 2019-2020. Arsenal hai đầu Crystal Palace cay đắng vì va pháo thủ đánh rơi 2 điểm. Arsenal có lợi thế khi được chơi trên sân Emirates ở vòng 10 ngoại hạng Anh. Đối thủ của họ là Crystal Palace. Phút thứ 6, trung vệ Sogardis đã mở tỷ số trận đấu sau một pha dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm. 3 phút sau, người đá cặp với anh là David Luiz nâng tỷ số lên 2-0 với pha đà nối cực nhanh cũng từ một tình huống đá phạt góc khác. Tưởng như đội khách sẽ vỡ vụn sau khi để thua 2 bàn sớm thì Crystal Palace đã cho thấy sự lì lợm. Phút thứ 30, Zaha đang ngã trong vòng cấm và trọng tài cho rằng cầu thủ này đã ăn vạ. Tuy nhiên, VAR đã giải oan cho tiền vệ này và Palace được hưởng phạt đền. Đội trưởng Milicevic không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm 11m. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 nghiêng về đội nhà. Sang đến hiệp 2, Arsenal vẫn duy trì lối chơi chậm và họ sớm phải trả giá. Phút thứ 52, Jordan Ayew băng vào đánh đầu cận thành để cân bằng tỷ số 2 đều. Đến lúc này, đội chủ nhà mới chợt bình tĩnh và lấy lại thế trận. Họ liên tục vây hãm khung thành đối phương. Khán giả của Arsenal nhiều fan hot đi với những pha phản công của đội khách, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Arsenal bị cầm hòa 2 đều ngay trên sân nhà. AS Roma 2-1 AC Milan, siêu phẩm hạ màn. Một trong những trận đấu đáng chú ý ở vòng 9 Serie A mùa giải 2019-2020 là cuộc đối đầu giữa AS Roma và AC Milan trên sân Olimpico. Cả hai đều đang rất khát điểm để leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Chính bởi vậy, cầu thủ hai bên đều vào sân với tinh thần cao. Phải tới tận phút thứ 38, tỷ số mới được khai thông. Edin Dzeko chạy chỗ thông minh, đánh đầu đập sang ngang bay vào lưới, khiến thủ thành Donnarumma không thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng. Bàn thua càng khiến tinh thần tìm kiếm bàn thắng của Milan cao hơn. Sau nhờ nỗ lực Lucanoli, cuối cùng cũng đã được điều mình cần. Hậu vệ Theo Hernandez có pha xử lý như một tiền đạo, dê bóng vào dứt điểm chéo góc, làm tung lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, AS Roma chỉ mất đúng 4 phút để tái lập thế dẫn bàn. Người ghi bàn là Zaniolo với một cú đặt lòng đỉnh cấp, nhưng nỗ lực sau đó của cả hai đội đều không thành công. Chung cuộc, AS Roma giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước AC Milan, qua đó leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Milan tiếp tục lún sâu và chưa có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Juventus và Napoli đối nhau giành chữ ký của Son Heung-min.
huấn luyện viên Maurizio Sarri đã bị ấn tượng bởi cầu thủ 27 tuổi khi dẫn dắt Chelsea một trước, và ông hiện đang muốn thực hiện một đề nghị với ngôi sao người Hàn Quốc ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Trong khi đó, Daily Express còn đưa ra thông tin rằng câu lạc bộ cũ của Sarri là Napoli cũng đã theo dõi động tĩnh của Son. Cầu thủ người Hàn Quốc hiện đã có 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 11 trận mùa này cho Tottenham. Manchester United trước đây cũng từng liên hệ với Son. Những khởi đầu tệ hại của họ của Premier League có thể khiến anh hướng về các câu lạc bộ Italia hơn. Son đã ghi được 72 bàn thắng sau 199 lần ra sân cho đội bóng Bắc London kể từ khi gia nhập từ Bayer Leverkusen vào tháng 8 năm 2015. Anh hiện vẫn còn hợp đồng với Tottenham tới năm 2023, nhưng gà trống có vẻ như không muốn giữ anh bằng mọi giá. Trước đây họ từng sẵn sàng bán những ngôi sao hàng đầu của mình như Luka Jovic hay Gareth Bale khi nhận được những lời đề nghị không thể chối từ. MU duyệt chi 125 triệu bảng cho bộ đôi Bundesliga. Theo truyền thông Anh, Manchester United đã điền tên Thomas Müller và Kai Havertz lên đầu danh sách chuyển nhượng như những giải pháp trùng tu lại hàng công. Havertz là cái tên hoàn toàn thích hợp với chiến lược chuyển nhượng của giám đốc điều hành Eric Wood và câu lạc bộ MU đang hướng tới. Khi sở hữu cả hai yếu tố trẻ trung và tài năng, Quỷ Đỏ đã không chiêu mộ một tiền vệ nào trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, dù rất nhiều ý kiến cho rằng đây là tuyến cần được đại phẫu. Theo tờ Mirror, câu lạc bộ chủ quản Bayer Leverkusen đang đòi giá 85 triệu bảng cho Havertz. Cầu thủ 20 tuổi này đang được cả châu Âu săn đón, trong đó có cả đối thủ chuyên kiếp là Liverpool. Müller không đáp ứng được yêu cầu về tuổi tác của MU, nhưng lại là mẫu tiền đạo giàu kinh nghiệm, điều các chân sút tại Old Trafford còn thiếu. Đây là mục tiêu phù hợp khi họ mua hụt Mario Mandzukic trong ngày cuối chuyển nhượng tháng 8. Ở Bayern, Müller đã lâu đã không còn là lựa chọn hàng đầu trong mắt huấn luyện viên Niko Kovac. Anh hiện được thịnh giá 40 triệu bảng, và như vậy tổng chi phí dự kiến cho MU chi ra cho hai ngôi sao Bundesliga sẽ rơi vào khoảng 125 triệu bảng. Marcus Thuram tỏa sáng Gladbach. Với phong độ trâu sáng bên Michael Gladbach thời gian gần đây, Marcus Thuram góp công không nhỏ giúp đội bóng này vươn lên ngôi nhất bảng Bundesliga, đồng thời khẳng định anh cũng có thể chơi tốt người cha nổi tiếng của mình. Chuyển tới Michael Gladbach với giá 9 triệu euro hồi tháng 7 năm nay, Marcus Thuram nằm trong số 5 hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng Đức tính từ năm 2018 tới giờ, và cũng có vài ý kiến hoài nghi về năng lực của Marcus khi anh chỉ ghi được 13 bàn sau 38 trận cho Guga ở mùa giải trước. Chàng trai 22 tuổi biết phải làm gì để đá lại Michael Gladbach. Ở vòng 5, Marcus đã lên tiếng với cú đúp đem về thắng lợi 2-1 cho Michael Gladbach trước Dusseldorf. Đến vòng 6, anh lại tỏa sáng bằng một bàn thắng và một đường kiến tạo cho đồng đội lập công vào chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Hoffenheim. Những lời chê bai đã im dần, và tới vòng 7, Marcus lại kiến tạo để Zakaria mở màn cho trận thắng tưng bừng 5-1 trước Augsburg, qua đó cùng đồng đội vươn lên ngôi đầu bảng Bundesliga. Tờ Kicker gọi anh và người đã cặp Alexander Pierre là súng hai nòng của Michael Gladbach. Còn các cầu thủ ứng viên bắt đầu tin rằng Marcus sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất Michael Gladbach mùa này. Andy Robertson, chú robot khuấy đảo hành lang trái. Những người yêu mến Andy Robertson gọi anh là Robo. Còn với các đối thủ, Robertson là robot đúng nghĩa khi chơi theo kiểu lập trình với kèo trái siêu dị, nhưng không một ai có thể ngăn cản. Chân trái của Robertson khiến người ta liên tưởng đến Andy Lopen, một người gây dựng danh tiếng bởi kèo trái siêu đặc biệt, đồng thời cũng được gọi với biệt danh là Robo. Chàng Robo chỉ đá một kèo, đồng đội của Robertson biết rõ điều đó, các đối thủ đương nhiên cũng biết rõ. Chỉ có điều đối phó với anh là điều bất khả thi. Mùa trước, Lobo là hậu vệ kiến tạo thứ hai ở Premier League với 11 lần, chỉ ít hơn đồng đội Trick Alexander-Arnold 12 lần. Mùa này, không hậu vệ nào có đường truyền thành bàn nhiều hơn anh với 3 lần, kể cả Alexander-Arnold với 2 lần. Cũng phải nhấn mạnh rằng các pha kiến tạo của Robertson rất quan trọng. Jose Mourinho nói rằng chỉ nhìn các bước chạy của Robertson cũng thấy mệt, và cậu ấy hẳn phải chạy 100m nước rút mỗi phút. Ông thầy cũ Alex McLean từng tán dương Robertson là nguồn cảm hứng vô tận cho các đồng đội cũng như người hâm mộ. Chỉ cần thấy anh ấy còn chạy, có nghĩa là đội vẫn còn có cơ hội thắng. Vậy làm thế nào để giải thích nguồn năng lượng đáng sợ của Robertson? Đơn giản thôi, anh ấy là robot. Chỉ robot mới có khả năng chạy và chạy theo cách đó, bất kể có bóng hay là không. Đồng thời Robertson hoạt động theo chu trình được cài đặt sẵn, gồm lên xuống bên cánh trái, săn đuổi bóng rồi truyền nó cho các đồng đội ở vị trí tốt nhất một cách chính xác tuyệt đối. Đồng hồ có thể chạy sai, nhưng Lobo không bao giờ sai. Thành công với Danny James, MU tiếp tục săn tìm thêm Ngọc Thô. Manchester United đã nhắm cho mình một tiền vệ trung tâm mới trong kỳ chuyển nhượng hè năm sau, và đó bất ngờ là một cái tên đến từ Championship, Calvin Phillips. Được thành công ở thương vụ Danny James từ Swansea, MU được khuyên nên tìm kiếm tài năng ở hạng đấu thấp của nước Anh nhiều hơn, thay vì việc chi cả núi tiền cho những ngôi sao nước ngoài đem lại rủi ro lớn. Đó là lý do trợ lý Michael Phelan đã đích thân đến sân nhà Eden Ra của Leeds United để kiểm tra cầu thủ 23 tuổi Calvin Phillips trong trận đấu với Birmingham vừa tuần trước. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện MU dễ dàng có được Phillips.
Đầu năm nay, Leeds đã từ chối lời đề nghị 27 triệu bảng của Tottenham dành cho Philip. Lý do được đưa ra rất thuyết phục. Chính huấn luyện viên Marcelo Bielsa khẳng định đến ban lãnh đạo Leeds United muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng, họ phải giữ chân bằng được Philip. Sau chuyện đó, Leeds xúc tiến đàm phán và ký hợp đồng mới thành công với hợp đồng 5 năm với Philip. Chính vì thế, số tiền để MU thuyết phục được Leeds nhà người chắc chắn sẽ rất lớn và nó có thể phá vỡ kỷ lục cho một cầu thủ đến từ Championship. Thông tin về Manchester United cũng đã khép lại bản tin ngày 28 tháng 10 của channel Tin Bóng Đá VT. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.